Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo để xem cho mình nhé. Rồi thì chắc là mình sẽ đi lấy một số con rồng ở trong này nha. Thì mình đang muốn lấy cái con epic này quá này. Cái con legend cuối cùng này thì nó lại khá là nhiều coin, 7k2. Mà chúng ta còn tầm khoảng 6 ngày thôi, tầm khoảng hơn 10k thôi anh em ạ. Không biết là lấy thêm được coin không. Hình như là chúng ta sẽ lấy thêm được. Ở trong này thì chúng ta sẽ có quest mới, chắc chắn luôn. Đây, Major Coin anh em ạ. Quest này quest mang tên là Major Coin nha. Nó sẽ chứa tầm khoảng là xem nào, 100 này, 200 này, 300, 400, 500 và 600 coin. Tất cả nếu mà đi hết được cái này thì đấy sẽ được bằng một lần lấy coin đấy anh em. Và rồi chúng ta sẽ lựa chọn mấy con rồng của chúng ta, Heroic này. Con nào mà chưa luyện tập thì mang đi đánh luôn. Chúng ta đang muốn lấy con nào nhỉ? Con cuối cùng thì nó sẽ giá là 7.200. Và chúng ta phải mở cả cái con kia nữa. Đấy, phải mở chìa khóa. Mà cái chìa khóa thì rất là khó lấy. Tầm khoảng 4.500 thì mới lấy được cái chìa khóa để mở cái con cuối cùng. Vị trí phải tầm hơn 10.000 mà rất là khó chơi. Có lẽ em sẽ bỏ qua con Legend đi và sẽ lấy con Epic anh em ạ. Nếu mà lấy được hai con Epic thì cũng khá là ngon trong trường hợp này. Rồi mình sẽ đi lấy hai con Epic đã, tính sau. Rồi ok, chúng ta sẽ kiếm thêm được khoảng 50 coin nữa này. Rồi, và đây là mình muốn đi cái con đấy ấy, thì chúng ta sẽ lại phải là đi từ những con này. Con này thì nó sẽ mở chúng ta ra cái chìa khóa ở bên kia. 100 này. Tiếp tục thêm 100 nữa này. Một chìa khóa này anh em ơi. Một chìa khóa để mở ra cái con rồng xanh xanh. Con rồng bên này. Sẵn sàng. Nó là VR anh em ạ. Con này là rồng cũ rồi. Thì mình cũng không ấy lắm. Mình muốn mở. Con này thì sẽ mở ra chìa khóa vàng được. Tuyệt vời. Con này sẽ mở chìa khóa vàng nha anh em. Đi một tí này. Ôi hết sạch coin rồi. Hết sạch coin rồi. Con này thì mở chìa khóa vàng dành cho cái con phía dưới này. Đấy. Con phía dưới này thì nó sẽ mở cho chúng ta. Đó chính là chìa khóa của con này. Đúng không ta? Cái màu của này là chính xác rồi. Để mở ra cái con Epic. Nó khá là lằng nhằng đây anh em ạ. Mình có lẽ mình sẽ lên lấy con VR và lấy con Epic này. Và con Epic này thì nó lại mở ra cái chìa khóa của con khác. À con Epic này thì không mở chìa khóa con nào cả. Con Quen Quest thì thường chắc không lấy đâu. Con này thì nó sẽ mở ra cái chìa khóa của cái con rồng dưới này. Và con từ con này thì mới mở ra được cái con caster. Có lẽ mình sẽ lấy con VR và lấy con Epic này là ngon. Theo mình nghĩ là vậy. Chứ mấy con này hơi khó lấy. Thật sự hơi khó lấy chìa khóa rồi. 10 step. Cái này thì sao ta? Con này thì nó lấy ra cái gì? Con này có chìa khóa không ta? Hình như là nó là time limited thì phải. Nó sẽ giới hạn thời gian. Và gần như sẽ còn mấy ngày nữa, 1 ngày 22 giờ. Con này cũng thế đấy. Nhưng vấn đề là con này cần chìa khóa để nào để mở ra đây? Mình không biết là có chìa khóa nào để mở con này ra được nữa. Hay phải đi con Orc này thì mới mở được có chìa khóa nhỉ? Đây, chính là con Orc này. Và trên đường đi của nó thì không hề có chìa khóa nha anh em ơi. Đó, chúng ta sẽ có hai cái khá là khó đây. Cái này thì có lẽ lấy thêm con Legend đây. Con này thì nó sẽ mở trong vòng 4 ngày nữa. Mở 4 ngày nữa. Và con này thì nó sẽ có lẽ em sẽ để lấy con này. Con này cũng đẹp. Con này thì theo như cái quyển sách trong này thì nó sẽ 4k2 dành cho con Epic nhá. Con cầm kiếm ấy anh em. 4k2 này. 4k2 dành cho cầm kiếm này. Chắc là mình sẽ lấy con này này. Con VR này thì nó sẽ là bao nhiêu k ta? 4k2 cho cần phải tính toán một chút. Cái con cầm chùy là sẽ là 7k2 nhá. Ồ thế không đủ rồi. Chỗ chỉ được chọn một trong hai con thôi anh em ạ. Một là con cầm chùy, hai là con Epic. Ây chà, con này 7k2. Chỗ sẽ phải lựa chọn một trong hai con anh em ơi. Anh em nào thích cái con nào hơn thì hãy comment xuống dưới nhé. Một là cái con cầm kiếm, hai là cái con cầm chùy. Mình đang xem là nó sẽ tốn bao nhiêu coin. Con caster đầu tiên. Con này tốn khoảng 3.000 thôi. 7k2 với 3.000 thì sẽ là khoảng 10k. Tổng cộng mất khoảng 10k để lấy hai con này. Rồi, có lẽ là ta sẽ
lấy một con Legend. Con này cũng đẹp quá nhờ, chất lượng thật đấy. Cầm thanh kiếm ánh sáng này, con này cũng đẹp. Mà con Legendary này trên này cũng đẹp, Barbarians. Ok, có lẽ sẽ kiếm thêm coin và đi lấy cả hai con này nhờ. Với thêm con kia nữa tầm khoảng 13k gì đó. Nếu nếu có thể lấy, ta sẽ lấy khoảng tầm khoảng 13k. Hơi bị lằng nhằng dây dây điện đấy anh em ạ. Rất là nhiều thứ để ta có thể là lấy trong này nhá. Không biết là liệu rằng là lấy kiểu gì đây. Mình đã hơi hơi tốn coin dành cho cái sự cái con mới có đầu tiên rồi, đáng lẽ nên để tiết kiệm coin thì là tốt hơn. Lần sau phải tính toán trước khi chơi không là hơi bị mệt. Rồi, chúng ta sẽ lấy coin bên này, tính sau này. Đấy, lấy cái này đã. Lấy cái này trước, mở cái này ra, xong. Và hình như đang bán giảm giá coin thì phải để xem là nó có bán giảm giá coin hay không. Cái package ở đây đang giảm giá 50% coin thì khuyến mại 50 coin. Đó, ui, 300 ngàn á. Vãi lùa, đắt thế. Đắt vãi teo, 50.000 coin thao mà chơi này, 1 triệu 2. Sợ thật. Có lẽ là mở hòm thì có lẽ là đẹp hơn, mở hòm ra có khi tỷ lệ may mắn có hiện ra coin anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ tạm thời thế đã, mình sẽ ấn vào đây này. Có lẽ là mở cái hòm này ra trước. Trong này sẽ có Vulcan. Oh, có Mammoth rồi, level 5 anh em ạ. Đó, lại có điểm để nâng cấp cho Vulcan lên level rồi, Mammoth, Big Hurt gì gì đấy. Rồi ok, tắt cái này đi ạ. Đến ngày 20 mấy tháng 4 thì nó sẽ bắt đầu là đua nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm coin ở đây, nếu có thể. Quest ở đây thì chỉ có một cái quest duy nhất, đó chính là Major Coin thôi, tầm khoảng 3 tiếng nữa, 3 tiếng rưỡi nữa quay trở lại và lấy thêm coin nha anh em. Rồi, ok. Nếu mà đủ 13k thì ta sẽ lấy được một con Legend, một con Epic và một con Vera. Thế là như thế là cũng rất là ngon rồi, mình thích nhất là ba con đấy trong cái sự kiện lần này. Rồi ok, bây giờ ta sẽ tiếp tục làm Liquid Butter. Vẫn đang luyện cho con siêu nhân của mình, con Captain Marvel của mình. Đang luyện tập để cho nó khỏe hơn. 65.000. Wow, gặp ngay khắc hệ anh em ạ, thật là đen đủi. 39, bọn này toàn quái vật này anh em, 39 này. Hệ đất này, cho sẽ cần hệ chiến binh này và sẽ cần ánh sáng. Con này có ánh sáng không? Giết con trâu đã, tính sau. Chơi con trâu rồi, biết đến con bóng tối á. Nó có nước. Ui chết luôn rồi nhỉ, dù không khắc hệ nha. Chúa đánh kiểu gì đây? Ui 24.000 này không ăn được rồi. Cái này là sấp mặt rồi. Kiểu này là phải dùng thêm coin rồi. Giết con này và chúng ta sẽ hy vọng là nó đánh. Ui không chết kìa. Thôi tèo. Tèo em rồi. Quả này là tèo rồi. Đỡ ở mắt. Phải lại dùng một game để hồi sinh bọn nó lên rồi anh em ạ. Ok. 24.000 này. Biết ngay mà. Không đủ đam nó 70.000. Rất là trâu bò luôn. Đến cái mức độ như thế này thì cho sẽ dùng một game vậy. Dùng một game anh em ơi. Tấn công nào. 43.000 máu nha. Xong luôn. Victory 500. Và 90 cái 90 coin nữa. Tiết kiệm đã. Tính sao bây giờ phải mở chìa khóa của cái con VRR ra trước. Nhưng mà nó đi cũng khá tốn đấy anh em ạ. Tốn phải tốn vài trăm ấy. Không phải ít đâu. Nào tấn công Split Thor. Ok. Con này thì sử dụng con này thôi. Vẫn chắc chắn vẫn phải đi cái con VR anh em ạ. Tại vì đi con VR thì ta mới lấy được cái chìa khóa của con Epic. Đó, chính xác như thế. Nhưng mà phải tiết kiệm coin nhỉ. Để làm nào đây? Mình muốn lấy Legend thì phải tiết kiệm coin nhá. Tiết kiệm coin nó thì hơi bị lâu à. Cho phải tính toán kỹ, nhưng không biết con kia nó sẽ là bao trong vòng bao nhiêu ngày nữa. 90 coin này. Bây giờ là còn tầm 6 ngày. Mà 4 ngày nữa thì nó mới bắt đầu. Thì cũng nghĩa là nó chỉ trong vòng 1 ngày thôi. Còn đấy lấy trong vòng 1 hay 2 ngày thôi là nó sẽ kết thúc. Tấn công nào, 46.000. Rồi, tấn công nhé. Một chiêu nữa, xong ngay. Malicious Dragon. Cần nước à? Không có hệ nước nhờ. Chúng ta không có hệ nước trong người. Apocalypse. Chưa rồi, con này cần hệ nước, thôi kệ đi. Đằng nào thì chúng ta vẫn sẽ hạ được con này thôi. Nhưng mà có lẽ là hơi lâu. 15.000, tốt lắm. Sakazuki, oh. Cái này là ở trong One Piece mà đúng không?
đợi tắc này, Sakazuki là cái con thằng dung nham đúng không em? Chính xác. Chúng ta có 3 trận và lấy được full coin đấy. Đây, sự kiện còn 5 ngày 21 giờ. Và con này thì còn bắt đầu vào 3 ngày 21 giờ, có nghĩa là nó, chúng ta sẽ có cho 2 ngày để phải lấy được cái con này. Tôi kệ đi á, mình cứ đi lấy con Epic đã, tính sau. Mình thích con Epic hơn. Tạm thời thế đã. Đang đi có dở nào nhỉ? Đang đi dở cái con mấy con trên thì mình không cần lắm. Rồi. Mình chỉ cần đi lấy cái chìa khóa vàng thôi anh em ạ. Xong rồi mình sẽ đi được con VR. Nào, chúng sẽ mở ra nào. Vừng ơi, mở ra. Racer Dragon. Mở chìa khóa vàng ra tiếp. Đó. Con. Rồi, chúng ta sẽ có một cái con cõng cả ngôi nhà trên lưng, con rồng âm nhạc anh em ạ. Và đi cũng khá là xa đấy. Rồi, cho đi điều này đi. Mình cũng khá thích con này, nhìn nó cũng đẹp đẹp. Nếu mà lấy được thì lấy con này thì cũng ngon này, caster, nhưng mà con mới luôn, con rồng mới luôn anh em ạ. Băng băng đi vào trong nhà này, xong rồi ra ngoài. Có coin thì mới chơi thêm được. Lấy bộ ba con này thì cũng là chất. Village Dragon. Đó, tạo ra một ngôi làng luôn. Con này thì cũng sẽ chìa khóa này. Gần đến cuối thì nó mới có chìa khóa của con trắng nha. Cũng phải đi hết con đấy, gần như phải đi hết con đấy. Được rồi, chúng ta sẽ trồng thêm thức ăn này. Và chuyển sang phần Master Electric 3. Ở đây, nhiều thứ thật. Rất nhiều thứ phải chơi trong này. Rất nhiều nhiệm vụ phải làm nha. Chúng ta sẽ có thêm 6 cái này. Touchwood VR thôi anh em ạ. Cái này không phải khó, đánh được. Lại lên đường đi kiếm cái gói ấy, đi kiếm con đấy thôi, đi kiếm cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ kiếm cái hòm thế thôi. Frankie siêu người máy, ôi không chết kìa, wow nó trâu đấy, không phải là dạng vừa đâu nhé, yeah. Khá trâu, nó 36.000 máu. Con tiếp theo là con hệ lửa, con dòng đánh đàn, và con cuối cùng là có hệ pua, thế thôi, đơn giản. Con này cũng hệ lửa luôn. Và mình sẽ thịt vào nó ngay mà. Xong ngay. Quá nhanh. 3 chiếc thức ăn. 9-20 này. 35 và 35. Legendary không ăn được. Chỉ mình đánh được cái bọn yếu yếu thôi. Như thế này là quá rồi. Uầy, Ultimate Legend. Mình sẽ chuyển sang con khác vậy nha. Legacy. Một mình Legacy này. Elemental Dragon. Và Rumor, đấy, ba con này luôn. Chiến đấu luôn. Element Dragon, ui nó phóng. Team này để ấy mà. Con này nó khỏe quá, nó khắc hệ chứ. Đùa. 40 Katos Kratos. Lux de la Cruz Boulder. Childis. Không được, không ăn nổi luôn đấy. Ui trời ơi, team này lại phải sử dụng đến biệt đội cảm tử phát nữa rồi anh em ạ. Đây như thế này. Sabo và thêm một con nữa ở phía cuối cùng này. Augustman Fighting. Xong rồi đi ra ngoài luôn nha. Đây. Hy vọng là chúng ta có thể đánh được những trận. Ui toàn quái vật thôi. Lên cái mức này thì không. Ôi đây rồi. Tự nhiên là gặp toàn con yếu này. Ngon vãi. Hình như là nó là hệ vô cực đúng không? Hai hệ vô cực. Rồi, hai hệ vô cực thì con này không đánh được rồi. Con dùng con hệ pua thôi anh em ạ. Ưu tiên là hệ pua thôi. Đấy. Và một con là phải có hệ lửa ở trong người để đánh con hệ băng phía cuối cùng. Ôi toàn con đẹp ấy. Toàn con cực kỳ chất luôn ấy. Đây này. Con găng tay thì mình cũng có. Con này mình cũng có nha. Không có hiếm lắm, bình thường. Rất bình thường thôi. Con này thì sao? Tấn công này anh em. 32.000 máu này. Con này sẽ là 12. Úi con rồng gì đây, đẹp thế. Chưa nhìn thấy bao giờ luôn đấy. Con ngựa. Đấy phải con ngựa không ta. Nhìn trông rất là chất lượng đấy. Thêm 3 đồng là thành ngày 12 này. 31 có một legend. Con này thì hệ vô cực thì đánh được này. Con phải có kim loại. Sấm sét này. Ánh sáng có bóng tối này. Tin này thì không phải vấn đề. Chúng ta có 2 trận thắng, sau 2 trận thua là sẽ là 2 trận thắng liên tục. Rồi tấn công anh em ơi, giết nó. Thôi miên cái 35.000. 28.000 à, con này thì sao nhỉ?
Con này thì sử dụng cái The Grim Reaper này, 31.000, 29.500 máu. Tấn công thôi, một chiêu 32.000, xong ngay. Đó, thêm 3 đồng nữa thành là 15 trên 20 này. Trận sau thì cũng dễ thôi. Có Primer thì phải là hệ vô cực đây. Phải đổ này lên trước. Đơn giản. Hoặc để con này lên trước cũng được. Chẳng vấn đề gì. Phía sau là hai primer nha anh em, phải nói hai primer và một hệ này. Không vấn đề gì cả. Cho đánh thêm được một trận. Ôi chị, mình quên xem level nó level bao nhiêu rồi. À, con bọn này là yếu, bọn này yếu lắm. Cực kỳ yếu thôi. Đánh được nhưng mà 25.000. Ôi chờ, quên mất là phải khắc hệ. Quên quên quên. Quên. Khắc hệ như thế này đánh phát chết luôn này, 38.000 này. Con này thì nó có chiêu khắc chế mình cả. 25.000. Ghê. Mình cũng có chiêu khắc hệ nó. Đơn giản. Sẵn sàng rồi. Con này con mạnh nhất của nó này. 9.000. Cứ tưởng là sẽ chết. 37.000. Speaker. Speaky. Rồi chúng ta kiếm thêm được 3 đồng nữa thành là 18 trên 20. Nirobi. Nirobi con này thì mình sẽ cần phải... mình hết hết điểm rồi nha. Và rồi thì chúng ta sẽ kiếm anh nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, gặp lại. Bye bye.